Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 13 đến câu 20. Khi Đức Giê-xu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng, người ta nói, con người là ai? Các ông thưa, kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Chúa Giê-xu lại hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giê-xu nói với ông, này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của thầy, đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm ngặt, các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giê-xu đặt câu hỏi về mình với các môn đệ. Người hiểu rõ sứ vụ của người khi được sai đến trần gian. Và người cũng biết rất rõ và sự mong chờ của dân Do Thái về một đấng mà Thiên Chúa hứa sẽ sai đến. Sứ vụ của Chúa là đến để giải thoát con người ra khỏi bóng tối của sự chết. Còn dân Do Thái thì mong chờ một đấng thiên sai phục hồi sự cường thịnh của vương triều David. Vì thế, Chúa muốn các môn đệ, những người theo Chúa phải phân định rõ ràng lý do nào mà họ theo Chúa. Câu hỏi đều được đặt ra nhằm minh định lại lập trường theo Chúa của các môn đệ. Phêrô như là trưởng của các tông đồ đoàn đã thay mặt anh em để tuyên tín rằng thầy là Đấng Kitô, con của Thiên Chúa. Như vậy rõ ràng các môn đệ đã có một nhận thức khác về người Do Thái, về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu không gì khác hơn là một Đấng Kitô của Thiên Chúa, đấng mà Chúa Giê-xu đã tự tỏ bày tại hội đường Na-gia-rét. Thần khí Chúa đã ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Vâng, chính Chúa Giê-xu đã minh định về sứ vụ của người khi được cha sai đến trần gian, là để giải phóng con người khỏi mọi nguyên nhân gây ra bất hạnh và khổ đau, tức là tội lỗi, chứ không được sai đến để giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ của đế quốc Roma. Người Kitô hữu chúng ta khi tuyên xưng Đức Giê-xu là Đấng Kitô của Thiên Chúa, điều đó cũng có nghĩa là chúng ta phải thanh luyện đức tin của chúng ta để minh định rằng chúng ta tin vào Chúa để không chờ đợi một gì khác hơn là được làm bạn với Chúa, làm bạn với Đấng đã sẵn sàng hiến cả cuộc đời vì phần rỗi của nhân loại, làm bạn với Chúa để chúng ta loại dần khỏi con người mình những nguyên nhân dẫn đưa mình sống đến kiếp nô lệ. Đó là những tham sân si, được gọi là tam độc, nguyên nhân của bao nỗi đau khổ và bất hạnh. Được làm bạn với Đức Kitô, chúng ta được học lòng vị tha, lòng nhân ái của người. Vâng, làm bạn với Đức Kitô, chúng ta nhận ra chung mạo lòng thương xót của Chúa Cha
như Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày. Đức Kitô là dung mạo của lòng thương xót của Chúa Cha. Khi trình bày bức chân dung này, Đức Thánh Cha không muốn người ta chỉ chuyên chăm nói về Đức Kitô dưới những nghiên cứu khoa bản lý thuyết. Nhưng trên hết, mọi sự hãy trả lại căn tính đích thực về Đấng Kitô của Thiên Chúa. Đức Kitô đã xuất hiện trên trần gian không phải vì người, nhưng là để tỏ bày lòng thương xót của Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót. Quả thật, Đức Kitô đến thế gian để mặc khải cho chúng ta biết trọn vẹn tình yêu của Chúa Cha. Ai thấy Đức Giêsu là thấy Cha. Người đã mặc khải lòng thương xót của Thiên Chúa bằng lời nói, bằng hành động và bằng cả bản thân của mình. Làm bạn với Đức Kitô, chúng ta gặp gỡ với dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha, chúng ta mới thực sự thấu hiểu lời tuyên xưng của Phêrô. Đức tin Kitô giáo là lời tuyên xưng từ một cuộc gặp gỡ với Đấng đầy khoan nhân và dung thứ. Để từ lời tuyên xưng này, người Kitô hữu hân hoan loan báo về lòng thương xót của Chúa cho những người khác. Loan báo không bằng nói suông, nhưng bằng chính những hành động cụ thể như Đức Kitô đã hành động. Đó là quảng đại, đó là tha thứ, thông cảm và bao dung. Loan báo về lòng thương xót của Chúa là một nhu cầu cấp bách trong thời đại ngày hôm nay. Một thời đại mà ngày càng ngày vắng bóng lòng thương xót. Trái tim của con người càng ngày càng trở nên chai đá trước những nỗi bất hạnh của những người xung quanh, và hận thù ngày càng ăn sâu vào trong cuộc sống của nhân loại. Vì thế, giới thiệu dung mạo lòng thương xót của Chúa qua cuộc đời của người Kitô hữu hôm nay quả thực là một yêu cầu không thể làm ngơ. Lạy Chúa, xin củng cố đức tin của chúng con. Bởi cho dẫu chúng con vẫn tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa, nhưng đối diện với sự hào nhoáng của cuộc đời, nhiều lúc chúng con đánh mất đức tin. Xin nâng đỡ sự yếu hèn của chúng con. Amen.